giải thưởng VTV Award 2021 đã khép lại. Cúp vàng đã được trao cho những người xứng đáng. Năm nay, Mạnh Trường đã giành được giải thưởng nam diễn viên ấn tượng nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực suốt nhiều năm làm nghề của Mạnh Trường. Khi tên Mạnh Trường được sướng trên sóng trực tiếp, hai người ở cạnh nam diễn viên là Hồng Đăng, Thanh Sơn đã mừng rỡ chúc mừng bạn diễn. Cũng trong chương trình, Thanh Sơn liên tục bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho đàn anh. Khi được hỏi đồng nghiệp nào có tính cách tương đồng nhất với mình, Thanh Sơn không ngại ghi ba lần tên Mạnh Trường trên giấy, như để khẳng định độ tâm đầu ý hợp. Sau khi chương trình kết thúc, Thanh Sơn cũng đăng ảnh đôi của mình với Mạnh Trường trên story để chúc mừng nam diễn viên. Chẳng những vậy, anh chàng cũng comment chính bức ảnh này trên Facebook của Mạnh Trường với những lời lẽ ngọt ngào khiến fan thích thú. Trước đó, Thanh Sơn từng nhiều lần thừa nhận Mạnh Trường là bạn diễn nam ăn ý nhất của anh. Nam diễn viên không ngại bày tỏ tình cảm công khai với Mạnh Trường ở hậu trường phim hay trên sóng truyền hình. Có thể thấy, dù tên tuổi thường xuyên được đặt cạnh nhau trong các cuộc cạnh tranh giải thưởng, nhưng có vẻ như điều này chẳng hề ảnh hưởng đến mối quan hệ đời thực tốt đẹp của Thanh Sơn Mạnh Trường. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.